À, anh có. Anh. Okay, so this is your paragraph, and here is the second the second sentence we are going to study. I am 39 years old. I live in Ottoman City. Do freelance business. Okay. So right here, ở đây thì mình sẽ có cái từ được gọi là độ tuổi trong tiếng Anh. Thì anh Hiền sẽ có từ độ tuổi trong tiếng Anh là từ age. Và đây là đọc là rất là dễ. Thì mình sẽ đọc là age. Như vậy độ tuổi của tôi là bao nhiêu? Thì mình sẽ làm là to be, okay, to be cộng cho con số và cộng cho chữ years old, cộng cho chữ years old. Hoặc là to be cộng cho at the age of, okay, at the age of, và cộng cho con số và cộng và nói là years old. Như vậy tôi, ví dụ như là tôi 35 tuổi thì anh hình dung như thế nào? Nếu mà đối với cái gọi là cái cấu trúc chưa, to be number cộng với years old, tôi 35 tuổi. I am 35. I am 35 years old. I am 35 years old. Còn tôi ở độ tuổi 35. Thì ở đây cái cấu trúc này có nghĩa là ở độ tuổi. Tại vì từ ở đâu đó thì mình sẽ có từ at trong tiếng Anh. Cái đó thì khi mình muốn nói là mình ở độ tuổi bao nhiêu thì cách nói hay hơn, người ta sẽ dùng cách này nói cho nó lịch sự. Thì ở đây tôi ở độ tuổi 35 thì anh Thiền nói như thế nào? I am at the age 35 years. I'm at the age of 35 years old. It's very good. I am at the age of 35 years old. Rồi tiếp theo, tôi sẽ nói cho bạn, tôi sẽ giới thiệu bản thân của tôi cho bạn, hoặc là tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi. Như vậy mình sẽ có nói được gọi là nói cho ai đó, okay, nói cho ai đó thì to somebody, nói cho ai đó biết, thì mình sẽ có cấu trúc trong tiếng Anh được gọi là tell, okay. A, tell, B, và cộng trực tiếp cái nội dung mà mình muốn nói cho người ta biết. Như vậy cái nội dung trong tiếng Anh được gọi là từ content. À, như vậy cái từ biết nằm trong cái từ tell rồi. Như vậy tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi. Ok, như vậy mình có cái từ tôi sẽ nói cho bạn biết về cái gì đó. Thì ở đây thêm cái từ về thì mình cũng không cần thêm từ about, tại vì tell ai đó cộng trực tiếp cho content. Như vậy anh hiện ráp như thế nào? Tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi. I will tell you. Yeah, I will tell you. Tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi. Thì sau từ tell you ở đây là cái câu nói cho biết về, ba chữ nói cho biết về, nó đã nằm trong từ tell rồi. Như vậy khi mình nói thì mặc định của mình là sẽ cũng trực tiếp cho cái nội dung mình muốn nói ở đây. Như vậy nói cho biết về nó đã nằm trực tiếp trong từ tell rồi. Tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi thì anh Hiền đáp như thế nào? I will tell you at the age. Tôi sẽ nói cho bạn biết về độ tuổi của tôi. Ở đây thì mình sẽ có cái từ mà nếu mà gọi là at the age. Ở đây là at có nghĩa là at. Gọi là at the age gọi là độ. Do đó thì bây giờ như vậy cắt nó ra thì the age được gọi là độ tuổi. Mà ở đây mình nói là độ tuổi của tôi. Độ tuổi của tôi thì bây giờ mình phải cần the age. Tiếng Anh về của tôi trong tiếng Anh là gì? My very good. Của tôi thì mình sẽ có từ my. Như vậy độ tuổi của tôi là gì? My the age. Đây được gọi là độ tuổi của tôi. My age. Tại vì sau từ my nó sẽ cộng trực tiếp lên danh từ, chứ nó không được quyền thêm bất cứ cái từ gì đằng trước nó hết. Không có the, không có a, không có an. Như vậy độ tuổi của tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết độ tuổi của tôi thì anh Hiền đáp như thế nào ạ? I will tell you my age. I will tell you my age. Rồi tôi sẽ giới thiệu bản thân của tôi cho bạn. Mình sẽ có từ giới thiệu
giới thiệu cho ai đó cái gì đó. Giới thiệu thì anh hình nhớ. Introduce. Như vậy mình sẽ có từ bản thân của tôi. Bản thân của tôi thì mình sẽ dùng từ gì? Myself. Myself. Như vậy tôi sẽ giới thiệu bản thân của tôi cho bạn thể hiện rap như thế nào? I will introduce for myself. Ok, mình giới thiệu cái gì đó cho ai đó. Introduce, ok, cái gì đó là something. Cho ai đó là to somebody. Thì là mình gọi là có sự tương tác trong tiếng Anh. Tương tác qua lại. Thì người ta sẽ dùng từ to. Còn từ for là mình làm dùm cho. Mình dành cái gì đó cho ai đó. Thì mình sẽ dùng từ for. Như vậy tôi sẽ giới thiệu bản thân của tôi cho bạn. Thì anh nói như thế này. I will introduce myself. Tôi sẽ giới thiệu bản thân cho bạn. I will introduce myself to you. I will introduce myself, okay, to you. I will introduce myself to you. Mình sẽ có từ cô ấy trong tiếng Anh là từ she luôn đứng ở đầu câu. Nếu mà đứng sau hành động thì mình sẽ dùng từ her. Như vậy ở đây mình có thể nói tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho bạn. Thì anh quay nói như thế nào? Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho bạn. I will introduce her to you. I will introduce her to you. I will introduce her to you. Rồi tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho công ty của bạn. Vậy mình nhớ đến từ bạn trong tiếng Anh là mình nhớ đến từ you. Và mình nhớ đến của bạn trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ của bạn trong tiếng Anh. Mình sẽ dùng từ yourself. Nếu mà nói về bản thân của bạn trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ yourself. Ok. Yes. Tôi sẽ giới thiệu bản thân. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho bạn. Cảnh hiền nói như thế nào ạ? Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho bạn. Thì nói như thế nào? I will introduce her to you. I will introduce her to you. Tôi sẽ giới thiệu bạn cho cô ấy. Tôi sẽ giới thiệu bạn cho cô ấy. Thì nói như thế nào? I will introduce you to her. Yeah, I will introduce you to her. I will introduce you to her. Rồi tiếp theo ạ. Tôi sẽ giới thiệu bạn cho công ty của cô ấy. Mình sẽ có từ cô ấy là she đứng đầu câu. Her luôn luôn đứng sau động từ và mình sẽ có từ của cô ấy trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ her và đứng sau đó sẽ có một từ phía sau. Như vậy tôi sẽ giới thiệu bạn cho công ty của cô ấy thì hình đáp như thế nào ạ? À? I will introduce you to her company. Yeah, I will introduce you introduce to you to her company. I will introduce you to her company. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho công ty của bạn. Bạn hiện đáp như thế nào? I will introduce her to your company. I will introduce her to your company. I will introduce her to your company. Company. Yes, okay. So, bây giờ bắt đầu mình rap vô. Rồi tôi muốn biết nhiều về cô ấy. Tôi muốn biết nhiều về cô ấy. Như vậy mình sẽ có từ nhiều trong tiếng Anh là từ more. Từ more. Muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Như vậy ở đây anh thì sẽ đáp như thế nào? Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Mình sẽ có từ biết trong tiếng Anh là từ know. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. I want to know more her. About her. I want to know more about her. I want to know more about her. I want to know more about her. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy thì anh hiện đáp như thế nào? Tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy. I want to know more about
him. Hit chứ. Hit him không được. Mình sẽ có từ anh ấy trong tiếng Anh. Anh ấy đứng ở đầu câu là he. Đứng ở sau đầu câu mình sẽ dùng từ him. Đứng sau động từ là đứng gọi là đứng sau động từ sẽ dùng từ him trong tiếng Anh và nói về của anh ấy thì mình sẽ có từ hit. Như vậy cô ấy muốn biết nhiều hơn về anh ấy thì hiện đáp như thế nào ạ? Cô ấy muốn biết nhiều hơn về anh ấy. She wants to know more about him. She wants to know more about him. She wants to know more about him. Ok, câu này thì có cấu trúc ngữ pháp khi mà nói trong tiếng Anh. Căn bản nhất là IV ở hiện tại. Khi mình muốn nói những cái gì đó ở hiện tại, mình gọi là nói về present. Present. Thì lúc nào mình cũng sử dụng là IV today. Mình sẽ cộng trực tiếp cho action verb. Nó không có gì thay đổi cả. Nhưng mà nói về he, she, it. Nói về he, she, it. Hoặc là nói về một người nào đó. Thì anh Hiền sẽ cộng cho hành động nó phải có đuôi s ở phía sau. Đuôi s ở phía sau. Như vậy, cô ấy muốn biết nhiều về tôi. Cô ấy muốn biết nhiều nhiều về tôi. Thì anh Hiền nói như thế nào? Cô ấy muốn biết nhiều, nhiều hơn về tôi. Nói về he, she, it. Thì hành động đứng ngay sau đó nó phải có cái đuôi s ở phía sau. Cô ấy muốn biết nhiều về tôi. She wants to know more about me. Yeah, she wants to know more about me. Anh ấy muốn biết nhiều về cô ấy. Thì mình đáp như thế nào? Anh ấy muốn biết nhiều về cô ấy. He wants to know more about her. He wants to know more about her. He wants to know more about her. Tôi muốn biết nhiều về anh ấy. Thì anh hiểu rằng như thế nào? Tôi muốn biết nhiều về anh ấy. I want to know more about him. I want to know more about him. I want to know more about him. I will do that. Present. Rồi như vậy. Present. Yes. Okay. Well. Như vậy mình có thể nói rằng là tôi giới thiệu bản thân của tôi muốn bạn biết nhiều hơn về tôi và gọi là tôi muốn bạn làm việc cho công ty của tôi hoặc làm việc tại công ty của tôi. Thì trước đây mình đã học từ làm việc trong tiếng Anh là từ work. Thì sau khi trước khi mình làm việc thì mình sẽ tuyển, nếu mình có công ty thì mình sẽ muốn tuyển dụng cho nhân viên. Tuyển dụng thì mình sẽ dùng từ employ. Tuyển dụng. Như vậy tôi muốn tuyển dụng, nhân viên. Thì khi mà tuyển dụng thì mình sẽ cần một chữ được gọi là chữ nhân viên trong tiếng Anh. Nhân viên thì đây mình sẽ có danh từ là từ staff. Staff. Đồng nghĩa với từ là employee. Employee. Gọi là nhân viên trong tiếng Anh. Như vậy tôi muốn tuyển dụng nhân viên. Thì anh Hiền đáp như thế nào? Tôi muốn tuyển dụng nhân viên. I want to employ staff. Yes, I want to employ staff. Và khi mà nói về một cái gì đó có nghĩa là khi mà mình nói về một cái danh từ, là cái từ chỉ về sự vật hoặc là sự việc, thì nói trong tiếng Anh, khi mà nói thì danh từ luôn luôn phải có âm gió ở phía sau là S. Tại vì mình đang muốn nói tổng quan về một cái vấn đề gì đó, chứ mình không muốn nói cụ thể. Nếu mà nói cụ thể, phải có an để cộng cho danh từ. Là mình muốn nói cụ thể là mình cần tuyển một người. Nếu mà nói cụ thể, phải có con số cộng với danh từ là bao nhiêu người. Thì đây mới gọi là nói cụ thể. Như vậy khi mà nói chung chung, thì danh từ nó cũng phải có cái quy tắc của nó, lúc nào nó cũng phải có hơi gió ở phía sau. Như vậy, đó là lý do tại sao mà danh từ nó phải thêm S ở phía sau. Và như vậy tôi muốn tuyển dụng nhiều nhân viên. Tôi muốn tuyển dụng nhân viên. Thì ở đây phải cần một chút xíu nữa thì nó sẽ đúng. Thì anh hình chỉnh câu này như thế nào? Tôi muốn tuyển dụng nhân viên. I want to employ staffs. Yeah, employ không thêm S. Tại vì ở đây là I will use động từ nguyên mẫu. Employ staffs. Employ staffs. I want to. Yes.
jobs, rồi cái cơ sở tuyển dụng. Vậy khi mà mình dùng những cái từ này thì mình sẽ có cái từ chỉ về mốc thời gian trong cái này. Thì nói về mốc thời gian, ví dụ như là cái gì mà liên quan đến cái này, hoặc là người ta sẽ dịch là này trong tiếng Anh, thì mình sẽ dùng this. Một từ this trong tiếng Anh. This. Có từ tháng này trong tiếng Anh mình đáp như thế nào? Tháng này. This month. This month, okay. Rồi tuần này trong tháng trong tiếng Anh là gì ạ? This week. This week. Rồi năm này trong tiếng Anh là gì ạ? This year. Tôi muốn tuyển dụng, nhân viên tháng này thì anh Hiền đáp như thế nào? I want to employ staff in this month. À, khi mà mình nói về những cái tháng này thì mình sẽ cộng trực tiếp cho nó, cộng trực tiếp cho cái từ this month, hoặc là cộng trực tiếp cho từ this week. Mình không dùng in on là gì ở phía trước cả, tại vì từ trước rồi. Như vậy ở đây sẽ cộng trực tiếp cho this year. Tôi sẽ tuyển dụng nhân viên tháng này thì anh hiện ra như thế nào? Tôi sẽ tuyển dụng nhân viên. I want to. I will employ. Tôi sẽ tuyển dụng nhân viên tháng này. I will employ staff this month. I will employ staff this month. Tôi muốn có nhiều nhân viên tháng này. Thì anh thì sẽ có cái từ tiếng Anh là từ have. Như vậy tôi muốn có nhiều nhân viên tháng này thì anh hiện đáp như thế nào? I want to have. Nhiều nhân viên tháng này. Stars. Yeah, mình sẽ có từ nhiều. Many là tiếp được. Many, mình sẽ có từ many, nhiều, hoặc là mình sẽ dùng từ a lot of, hoặc là mình sẽ dùng từ lots of, sẽ cộng cho danh từ số nhiều trong tiếng Anh để gọi là nhiều. Còn mình muốn mạnh là nhiều hơn thì mình sẽ dùng từ more, sẽ cộng cho danh từ số nhiều. Đến được thì nó mới được quyền cho master số nhiều, hoặc là sẽ cộng cho danh từ không đếm được. Và danh từ không đếm được thì mình sẽ dùng từ uncountable noun là ở đây. Như vậy ở đây mình sẽ có cái từ được gọi là tôi muốn có nhiều nhân viên tháng này thì mình đáp như thế nào? I want to have many staff this month. Yes, I want to have many staff this month. This month, tôi sẽ tuyển dụng nhiều nhân viên hơn tháng này. Tôi sẽ tuyển dụng nhiều nhân viên hơn tháng này. Thì anh hiện đáp như thế nào? Tôi sẽ tuyển dụng nhân viên hơn tháng này. I will employ tops. This one. Nhiều nhân viên hơn. Mình sẽ có cái cộng được gọi. More staffs. Tại vì nó đang sử dụng chữ nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó đang sử dụng chữ hơn. Như vậy nhiều nhân viên hơn. Cái gì mà sử dụng chữ nhiều hơn thì mình sẽ dùng từ more trong tiếng Anh. Như vậy nhiều nhân viên hơn. More staff. Như vậy tôi sẽ tuyển nhân viên hơn thì mình rap như thế nào? I will employ more staffs this month. I will employ more staffs this month. Hoặc là tôi muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho tôi năm này. Tôi muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho tôi năm này thì anh Hiền đáp như thế nào? I want to have more staffs this year. Yeah, I want to have more staff. Tôi muốn có nhiều nhân viên hơn
Để làm gì? Để làm việc cho tôi. Để làm việc cho To work. Để làm việc cho tôi. Làm việc thì mình làm việc cho ấy, thì mình sẽ nói cụ thể. Thì mình sẽ có cái từ làm việc cho trong tiếng Anh. Làm việc cho ai đó thì mình sẽ dùng từ work. For. Như vậy, tôi muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho tôi. Năm này thì mình đáp như thế nào? I want to have more staffs to work for me. Yeah, to work for me. Năm này là gì ạ? This year. This year. I want to have more staffs to work for me this year. I want to have more staffs. I want to have more staffs to work for me this year. For this year. Cô ấy muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho cô ấy. Để làm việc cho cô ấy. Năm này thì mình đáp như thế nào ạ? Cô ấy có muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho cô ấy năm này. Mình đáp như thế nào ạ? She wants to have. Yeah, she wants to have more staff to work for her this year. Yeah, very good. She wants. Yeah. Okay. Okay. So here we should say that she wants. Okay. She wants to have more staffs this year. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Cô ấy muốn có nhiều nhân viên hơn để làm việc cho cô ấy trong năm này. Thì anh hiện đáp như thế nào? She wants to have more staffs to work for her this year. Very good. For her this year. Cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên hơn để làm việc tại công ty của cô ấy năm này. Cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên hơn để làm việc tại công ty của cô ấy năm này. Thì anh hiện đáp như thế nào ạ? Cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên hơn. She will employ staff, more staff. Yeah, she will employ more staff. More staffs. Yes, cô ấy sẽ tuyển hơn. To work for her this year. To work for her this year. This year. She will employ more staffs to work for her this year. To work this year. This year. Rồi, như vậy ở đây. Work for là làm việc cho ai đó. Work là làm việc ở đâu đó. Như vậy mình sẽ có từ làm việc tại. Ở đây là từ work. Work at. Là làm việc tại. Như vậy ở đây, năm này cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên để làm việc tại công ty cô ấy. Thì anh Hiền nói như thế nào? Năm này cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên để làm việc tại công ty cô ấy. This year she employ more staff. Cô ấy sẽ She will employ more staffs. Yes. To work. Làm việc gì nè anh nghe. Năm này cô ấy sẽ tuyển nhiều nhân viên để làm việc tại công ty của cô ấy. Để làm việc tại công ty của cô ấy. At her company. Yes, at her company. Company. Rồi, cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh ạ? À? Cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Thì mình She doesn't. Sẽ cộng trực tiếp cho action verb mà không có S. Khi có doesn't thì động từ giữ nguyên mẫu, không S. Đây là mình có cấu trúc mà căn bản nhất trong tiếng Anh. Người ta sẽ nói là he, she cộng cho doesn't, động từ nguyên mẫu. I, we, you, they cộng cho don't và động từ chắc chắn nguyên mẫu. Như vậy ở đây có don't và doesn't trong câu thì động từ sẽ nguyên mẫu cả.
Như vậy ở đây cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Thì anh Hiền nói như thế nào? She doesn't want to you. Yeah. Mình muốn ai đó muốn, ở đây mình đã học với cấu trúc được gọi là muốn. Want you to. Muốn somebody làm cái gì đó là làm something. Thì mình sẽ có một cấu trúc rất là hay được gọi là want somebody to do something. To do something. Như vậy, cô ấy không muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy, thì anh hiểu như thế nào ạ? She doesn't want you to work at She doesn't want you to work at her company. Nhưng anh ấy muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. Thì anh Hiền nói như thế nào ạ? Nhưng anh ấy muốn bạn làm việc tại công ty của cô ấy. company. But he want you to work at her company. But he wants you to You too. her company, but Company. wants you to work at her company. Company. But he wants you to work at her company. Nhưng anh ấy muốn Let's see. làm việc tại công ty của cô ấy. Rồi ở đây họ muốn anh ấy làm việc tại công ty của họ. Mình sẽ có từ họ trong tiếng Anh là từ they. Đứng sau Đây. thì chuyển thành them, đứng ở cuối gọi là của họ trong tiếng Anh thì nó sẽ chuyển thành từ there. Như vậy sau động từ thì mình sẽ có từ them trong tiếng Anh là đây, nó sẽ chỉ có ba thể thôi, rất là dễ nhớ. Như vậy, họ muốn tôi làm việc cho họ tại doanh nghiệp của họ. Như vậy khi mà mình làm cho một cái công ty lớn có trụ sở, có nhiều chi nhánh và cực kỳ thành công trên thị trường, người ta sẽ dùng tên là doanh nghiệp. Mình sẽ có từ enterprise. Enterprise. Enterprise, enterprise. Very good. Như vậy họ muốn tôi làm việc tại doanh nghiệp của họ, thì anh Hiền đáp như thế nào ạ? Họ muốn tôi làm việc tại doanh nghiệp của họ. They want me to enterprise. Yeah. They want me Tại mà để anh trai to, mà want me to cái gì mới có từ the enterprise hả? And they want me to to gì? Yes. Yes. Họ muốn tôi work là doanh nghiệp của họ at at their company their enterprise. They anh want me to work at their enterprise. Rồi chúng tôi muốn họ làm việc cho doanh nghiệp của chúng tôi, thì mình sẽ có từ chúng tôi hoặc là trong tiếng Việt sẽ dịch là chúng tôi hoặc là chúng ta. We. Thì mình sẽ dùng từ we đứng sau, We. thì mình sẽ dùng từ us trong Us. sau động từ, và cuối cùng là của chúng tôi chúng ta, thì mình sẽ dùng từ our trong tiếng Anh. Our. Như vậy ở đây mình sẽ nói là chúng tôi muốn họ làm việc cho chúng tôi. Thì anh hình ra như thế nào ạ? Chúng tôi muốn họ làm việc cho chúng tôi. We want them to Làm việc cho. work at Làm việc. work work for Làm việc cho chúng tôi. Work for. for you for you us for us. We want them to work for us. To work for us. Rồi tiếp theo, bạn muốn chúng tôi làm việc cho bạn, thì mình rap như thế nào? Bạn muốn chúng tôi làm việc cho bạn. You want Yes, you want us. to work for
for you. You want us to work for you. You want us to work for you. So tiếp theo. You want us to. Muốn tôi, họ muốn tôi làm việc cho họ. Thì anh hiện ra như thế nào? Họ muốn tôi làm việc cho họ. They want me to work for their. For them. They want me. For them. For them. For them. For them. For them. Muốn tôi làm việc cho họ tại công ty của họ thì mình rap như thế nào ạ? Họ muốn tôi làm việc cho họ tại công ty của họ. They want me to work for them at their company. Yeah, at their company. They want me to work for them at their company. Okay, so here, Mr. Him, they, them, there, enterprise. Yeah, they want me to work at their enterprise. 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 Yes, we, us, our. We, us, our. We, us, our. We, us, our. We want them to work for us. 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 You want us to work for you. You want us to work for you. They want me to work for them. They want me to work for them. They want me to work for them at their company. They want me to work for them at their company. Yes. He doesn't want you to work at her company, but he wants you to work at her company. She doesn't want you to work at her company, but he wants you to work at her company. Yes, she doesn't want you to work at her company, but he wants you to work at her company. She doesn't want you to work at her company, but he wants you to work at her company. Want somebody to do something. Want somebody to do something. This year. This year. I want to have more staff to work for me this year. I want to have more staff to work for me this year. I want to have more staff to work for me this year. I want to have more staff to work for me this year. She wants to have more staff to work for her this year. She wants to have more staff to work for her this year. She will employ more staff to work for her this year. She will employ more staff to work for her this year. She will employ more staff to work for her this year. She will employ more staff to work for her this year. This year, she will employ more staff to work at her company. This year, she will employ more staff to work her company. Yeah. This year, she will employ more staff to work at her company. This year, she will employ more staff to work at her company. Work for.
Work for. Work at. Work at. This year. This year. I want to have more staffs to work for me this year. I want to have more staff to work for me this year. Work. Work. Yeah, more staffs. More staffs. I will employ more staffs this month. I will employ more staffs this month. I want to have many 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 staffs this month. Many, a lot of, lots of. Many, a lot of, lots of. Yeah, have. Have. This week. This week. This month. This month. I will employ staffs this month. I will employ staffs this month. Yes. Staff. Staff. Employee. 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 Yes. Employ. Employ. I want to employ staffs. I want to employ staffs. Yes. He wants to know more about her. 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 She wants to know more about me. She wants to know more about me. Cô ấy không muốn biết nhiều về tôi thì anh hình đáp như thế nào ạ? Cô ấy không muốn biết nhiều về tôi. She doesn't want to know more about me. She doesn't want to know more about me. About me. Anh ấy không muốn biết nhiều về tôi thì hình đáp như thế nào? He doesn't want to know more about me. He doesn't want to know more about me. Okay. Tôi không muốn biết nhiều. Tôi không muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Thì anh hình đáp như thế nào? Tôi không muốn biết nhiều hơn về anh ấy. I don't want to know more about him. I don't want to know more about him. Okay. So như vậy ở đây, I want to know more about him. I want to know more about him. I don't want to know more about him. I don't want to know more about him. She wants to know more about me. She wants to know more about me. He doesn't want to know more about me. She doesn't want to know more about me. He wants to know more about her. He wants to know more about her. He doesn't want to know more about me. He doesn't want to know more about me. Cô ấy muốn biết nhiều. Cô ấy muốn biết nhiều. Cô ấy muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Và bây giờ ở đây cái câu này, anh Hiền nhìn cái câu sai của anh Hiền, anh Hiền chỉnh lại giúp mẹ. Nó thiếu S ngay chỗ từ one. Ok, thì mình sẽ có từ she wants to know more, to know more about me, about him. Okay, thì nó có một chút xíu sai là. Rồi như vậy ở đây, she wants to know more about him. She wants to know more about him. I want to know more about her. I want to know more about her. I want to know more about him. I want to know more about him. Yeah. He, him, his. He, him, his. He, him, his. He, him, his. I will introduce her to you. I will introduce her to you. I will introduce you to her. I will introduce you to her.
I will introduce you to her company. I will introduce you to her company. I will introduce her to your company. I will introduce her to your company. You are. Yes. Yourself. Yeah. Self. Yourself. You are. Yourself. Yes. For. Yes, very good. For. Yes. Oh, what is wrong? Okay, Mr. Hin. This one. To. I introduce something to somebody. I introduce something to somebody. Introduce. Yes, okay. I will tell you my age. I will tell you my age. At the age. My age. My age. I will tell you my age. My age. I am at the age of 35 years old. I am at the age of 35 years old. I am 35 years old. Age. Cô ấy ở độ tuổi 20. Thì anh nói như thế nào? Cô ấy ở độ tuổi 20. She is at the age of 20 years old. Yes, okay. Họ ở độ tuổi 30. Thì anh nói như thế nào? Họ ở độ tuổi 30. They are at the age of 30 years old. Yeah, they are at the age of 30 years old. Chúng tôi ở độ tuổi 28. Thì hình đáp như thế nào? We are at the age of 28 years old. 28 years old. Yes, okay. Rồi, anh ấy ở độ tuổi 15, thì anh hình giáp như thế nào? He is at the age of 15 years old. Yeah, 15 years old. Ở độ tuổi 15, anh ấy thường đọc sách, thì mình nói như thế nào? Ở độ tuổi 15, anh ấy thường đọc sách. Yes, 15 years old. Anh ấy thường đọc sách rồi. He read. Mình sẽ có từ đặc thường trong tiếng Anh là từ often. Đọc sách. Often. À, thường đọc sách. He often. Yeah, read book. Hay often. Và often ở đây là cái từ... Có ad. Nó có ad. Cái từ này là nó chỉ về mức độ thường xuyên. Chứ nó không phải là từ chỉ về hành động.
Mà trong công thức thì he she sẽ cộng cho hành động là động từ, là động từ, nó phải thêm s. Như vậy mình chỉ có thêm vào động từ chứ mình không có thêm vào những cái từ mà chỉ về mức độ thường xuyên, là luôn luôn hay thường xuyên hay là thỉnh thoảng. Như vậy he often reads books. He often reads books. Okay. So ở đây at the age of 15 years old, he often reads books, Mr. Henry. At the age of 15 years old, he often reads books. Yeah. At the age of 15 years old, he often reads books. At the age of 15 years old, he often reads books. Very good. Ở độ tuổi 20, cô ấy luôn luôn ở đây mình sẽ có cái từ luôn luôn trong tiếng Anh. Là usually, always. Và ở đây mình có từ đi chơi trong tiếng Anh. Mình sẽ dùng từ go out. Như vậy go ở tôi, cô ấy luôn luôn đi chơi thì mình rap như thế nào? Ở đầu tuổi bao nhiêu? Tuổi 20, cô ấy luôn luôn đi chơi. Ở độ tuổi 20. At the age of 20 years old. Yes. She always go out. Yeah, she always goes out. Goes out. Okay, he, she thì động được sẽ thêm s, nhưng mà có một số từ thì mình chỉ cần học thuộc thôi. Mình gặp một lần thì mình sẽ nhớ luôn. Thì go nó sẽ thêm es ở phía sau. Là mình sẽ nhớ luôn từ này. Luôn luôn là mình sẽ có từ always. Ở độ tuổi 20, cô ấy luôn luôn đi chơi với bạn bè của cô ấy. Thì ở đây mình sẽ có một cái cụm nhỏ được gọi là bạn bè của cô ấy, thì mình rap như thế nào ạ? Bạn bè của cô ấy là her friend. Yes, very good. Như vậy ở độ tuổi 20, cô ấy luôn luôn đi chơi với bạn bè của cô ấy. At the age of 20 years old, she always go out with her friend. With her friends. Rồi mình sẽ có cái từ được gọi là từ thường xuyên trong tiếng Anh, thì mình sẽ dùng từ usually. Như vậy ở độ tuổi 30, họ thường làm việc tại công ty, họ thường làm việc trễ tại công ty. Mình sẽ có từ trễ trong tiếng Anh là từ late. Như vậy ở độ tuổi 30, họ thường làm việc trễ tại công ty, thì mình rap như thế nào? At the age of 30 years old, they usually work late. Yeah, work late tại công ty. At the company. At 30 years old, they usually work late at the company. Trẻ là mình sẽ có từ late. Và late. I, we, you, they. Động từ nó sẽ nguyên mẫu trong tiếng Anh. Nguyên mẫu. They usually work late at the company. We, ở đây, thì mình đang có cái từ được gọi là thỉnh thoảng trong tiếng Anh. Thỉnh thoảng thì mình sẽ dùng từ là từ sometimes. Sometimes. Như vậy, ở độ tuổi 28, họ thỉnh thoảng đi chơi trễ, đi chơi khuya. Mình sẽ có từ khuya trong tiếng Anh được gọi là at midnight. Như vậy, ở độ tuổi 28, họ thường đi chơi khuya. Và mình sẽ có từ đi chơi trong tiếng Anh, thì mình đang dùng từ go out. Như vậy, 28, họ thường đi chơi khuya. Tình hình rap như thế nào? At the age of 28 years old, they usually go out late
They go out at the midnight. Let's go out at midnight. Ở độ tuổi 28, họ thường đi chơi với bạn bè. Họ thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè khuya. Thì ở đây mình sẽ có từ thỉnh thoảng trong tiếng Anh là từ sometimes. Sometimes. Họ thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè khuya. Thì anh hiện rap như thế nào? At the age of 28 years old, they sometimes go thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, go out with you. Yeah, go out với bạn bè chứ không phải là bạn. Trong tiếng Anh nó có hai từ bạn bè và bạn. Yeah, bạn bè thì dùng được. With friends. Và khuya trong tiếng Anh thì họ thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè khuya, thì anh hiện rap như thế nào? At my midnight. Yes, midnight. Okay. Midnight. Wow. Midnight. Câu thứ hai của anh nghe là câu I am 39 years old, thì mình sẽ ôn cấu trúc ngữ pháp của độ tuổi, vừa nâng cấp mà vừa nâng cấp về cấu trúc ngữ pháp của độ tuổi và vừa nâng cấp về từ vựng luôn. Thì câu tiếp theo của mình thì mình sẽ sử dụng là I live in Ho Chi Minh City và câu I do freelance business vào trưa nay. Rồi bên em sẽ cắt cái biểu đồ tư duy này ra và gửi cho anh Hiền. Có gì trước khi anh Hiền học coi sơ qua cái biểu đồ tư duy này rồi mình chạy vào bài nha anh Hiền. Okay. So thank you. Thanks a lot, Mr. Hiền. See you. Thank you. Bye bye. Thank you, teacher. See you. Bye bye. See you.